Xin mời món báu vật của gia đình đầu tiên. Kính thưa cả nhà, nó lăn được ạ. Nó lăn được hả? Cùng đoán nha. Rồi cho chị mượn nè. Wow, nó hình trụ. Hình trụ. Ôi không biết là cái gì luôn. Nó có một cái nắp. Có nắp. Có nắp gì là có thể nó có thể là cái thuốc sủi cam. Em chiên sủi cam hả em? Có lý. Và đó là ủa là gì mà em cầm con gì đến thua lùi vậy trời? Đây là một chai nước tẩy trang. Nước tẩy trang à? Ý nghĩa là gì ạ? Ý nghĩa cô muốn nói là nếu bé trai chọn bé Huệ thì bé trai sẽ yên tâm. Tại vì bé Huệ thích làm một diễn viên. Nhưng khi bé Huệ về nhà, bé Huệ tẩy trang xong thì bé Huệ trở thành một con người thật. Nói chung nếu mà con chọn bé Huệ, con sẽ an tâm về điều đó. Sẽ chu toàn trong hạnh phúc. Hay quá, tuyệt vời. Ý nghĩa vô cùng. Và đó chính là món báu vật của gia đình đầu tiên. Ngay sau đây, xin được mời món báu vật của gia đình thứ hai. Rồi, một chiếc hộp. Dạ, đúng. Chắc. Rồi, đem của hồi môn lên chơi luôn chứ đâu. Ồ, nó kim loại. Dạ, em sai rồi. Gỗ, bằng gì, chất liệu gì? Nó bằng gỗ. Đất đá, đất nung. Trời, lỗ đầu. Hả? Có chừng cục gạch. Cứng làm bằng đất nung. Một khối như vậy khả năng cao là một cục gạch chứ không đâu hết được quý vị. Cốt. Thấy chưa? Trời ơi! Trời ơi! Cái viên gạch này là nó tượng trưng cho cái nghề kinh doanh vật liệu xây dựng của bác. Kinh doanh vật liệu xây dựng. Chính xác. Thứ nhất là bác đang thích con. Tại vì con là con trai, nếu mà con về thì bác cũng sẽ nói cái nghề của bác cho con. Tại vì bác cũng thầu nhiều cái công trường đó, nhưng mà không có cái người theo nghề mình. Con gái bác thì nó là con gái, nó làm cái nghề khác. Cho nên bác rất cần một cái chàng rể mà để về làm tiếp cái nghề của mình. Cái này là cũng là xây tượng trưng là cái nghĩa cho dung đắp tình yêu của hai đứa đó. Thật tuyệt vời. Quý vị ơi, tưởng chừng là hai món đồ vật bình thường, tuy nhiên vì là báu vật nên nó đã mang một ý nghĩa vô cùng to lớn và thậm chí là cảm thấy vô cùng thích hợp với nhà trai bên kia. Chính xác. Nên xin mời đến với phần đối chất. Cho phép được yêu. Rồi, thời gian dành cho cả hai gia đình bắt đầu. Theo em nghĩ thì bé gái tuy rằng là hơi lớn tuổi nhưng mà bé hơi yếu đuối một tí, bé hơi dễ dở cũng như bé không được mấy gì tự tin. Còn bé Huệ nhà em tuy rằng không được cao, hơi còn nhỏ tuổi nhưng mà bé Huệ mạnh mẽ. Bé Huệ có thể là đi học, bé Huệ có chăm sóc cho bản thân, bé Huệ có thể lo được cho mình. Thì em nghĩ rằng bé Huệ mạnh mẽ hơn bé bên kia. Hay tuổi và sự mạnh mẽ. Cháu thì hơi lớn tuổi cho nên cái suy nghĩ nó rất là chín chắn. Bác muốn con á làm rể của bác. Vì bên gia đình kia người ta bán trái cây mà, người ta đâu có làm được gì kinh doanh lớn đâu. Còn cái tay bác là kinh doanh vật liệu xây dựng, bác có thể lo cuộc sống của con. Đánh vô cái nghề nghiệp gia đình. Theo em nghĩ thì em đến đây tiêu chí để tìm hạnh phúc cho con là em không đem bất cứ một cái gì về tiền bạc ra để so sánh cả. Nhưng mà nói về nếu mà tài sản của bé Huệ thì có thể để lại cho bé Huệ ăn cả đời không hết. Nhưng mà nhưng mà điều quý giá để lại cho bé Huệ, cái thứ nhất là phải có kiến thức và con có thể tự lập. Dù cho cha mẹ có tài sản cỡ nào, con cũng phải biết tự lập và biết chín chắn suy nghĩ trong mọi thứ. Chứ không phải đem tiền ra đây để ô tôi có tiền, yêu tôi đi. Không phải, mọi thứ là do bản chất của mình. Nếu mà nói về cái nghề nghiệp á thì chị này chỉ buôn bán trái cây, nhiều khi chợ nó ế ẩm anh này kia là cũng không có gì mà cái gọi là cái tương lai hết á. Với con bé này thì chưa chắc đã có cái tương lai của nó đâu. Cái đó là nó cũng chú thấy nó hơi bóp bênh quá. Em buôn bán trái cây, nhưng em không phải bán lẻ, em bỏ sỉ, em đổ sỉ cho chợ nhiều. Nói chung khách hàng rất cần em. Còn nói bất cứ cái nghề gì thì nó cũng có lúc này lúc khác. Không phải nghề của con gái anh hoàn hảo, mà con nghề con gái em không hoàn hảo. Và cái chuyện tình cảm thì em nghĩ bé Huệ hợp với bạn trai này hơn. Xin lỗi bé nha. Và hỏi bạn trai có thích lái máy bay không? Thích lái máy bay không? Ok, bây giờ cho bác đính chính cái này. Tình cảm thì nó không có phân biệt cái tuổi tác. Con bác nó còn là con gái, chứ không phải là bà già hay là đã một lứa, hay là nó đã dang dở một cái cuộc hôn nhân nào. Cho nên đó, cô thì cô nói là chú không có chấp nhận cái điều lái máy bay của bà già. Dạ. Bây giờ hai cô con gái cưng có muốn nói gì không? Con thấy bên kia sao con? Dạ, trước tiên thì con cảm ơn ba đã nói cho con như vậy. Ba đã bên con. Con thấy sao? Bên kia bạn gái thì con thấy sao? Con thấy bạn cũng dễ thương. Ok. Ủa vậy hả? Thấy bạn dễ thương đúng không? Tại vì mình là con gái mà mình không thể. Em đầu hàng đúng không? Không phải à, tại vì mình là con gái mình không thể nói con gái xấu hơn hay là gì được à. Sai nha. Con gái thật ra rất cạnh tranh với nhau. Thậm chí các bạn mặc cái đầm đẹp hơn, môi son son đỏ hơn, ánh mắt được trang điểm chạy chuốt đẹp hơn, các bạn cũng để ý. Đúng rồi, con phải nói thật. Vậy thôi, cho hỏi cô gái tuổi trẻ nè, em có muốn nói gì không? Dạ, em thấy chị thì cũng xinh mà cao hơn em đó. Nhưng mà em cảm giác như là chị hơi bị yếu đuối. Thấy chưa? Em thì là một người mạnh mẽ, em có thể là quan tâm bạn trai hoặc là cố gắng giúp bạn trai vượt qua những cái thời gian mà khó khăn, hay là bạn đang gặp cái chuyện gì đó. Rồi. Mình có thể là chỗ dựa. Em nói thêm xíu được không? Em muốn nói rồi đúng không? Em nói bên kia. Bên kia người ta nói vậy nên em mới muốn nói rồi đúng không? Bởi vậy. Dạ đúng rồi chị. Em không phải là người yếu đuối. Ừ. Em là người tốn tình cảm thôi. Bên kia sao? Con thấy bên kia cô đó sao? Con thấy bạn nó còn cô đó. Cô đó có cái gì hơn con không? Hay là cô đó cô em để anh quyết định. Ok. Bao cao su Time Top mỏng hơn để gần nhau hơn. Bao cao su Time Top mỏng hơn để gần nhau hơn. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.